Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến shop của anh Minh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi đây quý vị ơi. Đó, đế đẹp không ha, tay cành cũng đẹp luôn. Em chào anh. Rồi em Minh, mến chào chú anh chị ha. Chào anh Tấn. Thì hôm nay em lại lên giao lưu của chú anh chị 40 cái phôi của chú anh chị. Hôm nay thì phôi của em thì của chú anh chị cũng đã biết ha, là cũng là mai giáo hạt của Đức, bông từ 5 đến 12 cánh. Mà hôm nay có mấy con thú rất đẹp của chú anh chị mình đây. Rồi em mời cô chú anh chị vào clip ha. Bắt đầu clip hôm nay thì mã số 1 anh chị. Mã số 1 của em thì một em thú mình dài, điều hoành không được lớn thôi nha, mà giá nó cũng hơi cao một chút. Tại vì những em này nó rất là VIP của anh chị. Khó kiếm ha. Đó. Thú này của em là 17 hoành nha cô chú anh chị, 400.000, em bao ship mình tới ngõ luôn. 400.000 quý vị, mình chơi con thú mình ghép ở trên đây hai bò chơi là hết ý ha. Chưa để bàn hết nói của chú anh chị, mình 400. Quá dài luôn. Rồi, mình là xuống cây nha quý vị. Xuống cây. 400.000 một em thú rõ nét luôn. Rồi, cái mã số 2 của em là một em tàn lỡ của anh chị, mà bộ đế cũng khá đẹp ha. Tàn xòe đẹp quá đây. Tàn xòe đẹp quá luôn, lùng lực luôn. Cái này chiều cao nó tầm chừng 80 đổ lại nha cô chú anh chị, không hơn ha. 15 hoành. Giá là 250.000. Đế nó là cũng đế dạng như thú đai lai cho chú anh chị. Đó, mình cũng nằm dài bò lắc lượng cũng khá đẹp ha. 250 ha. 250 bao ship tới ngõ luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Rồi số 3 của em là gồm 3 cây của chú anh chị. 3 cây luôn, combo luôn. 3 cây luôn, giá yêu thương cho cô chú anh chị, dễ chốt luôn. Cái bàn xay nó cũng sắp tới tuổi nè. Bị rơi ha. Bị rơi. Ra mà bán bị vài ngàn cây nó kiếm vốn không mà làm bàn xay. Rồi mã số 3 của em là cây bự nhất là 20 hoành. Cây này là 18 hoành của chú anh chị, còn cây này là 13 hoành nha. Đó, ba cây này em giao lưu của chú anh chị giá chỉ có 300.000 thôi nè. Ba cây 300 bao ship rồi luôn rồi, nó gì. Giá cực kỳ rẻ cho chú anh chị chốt ha. Nói chung là cây đẹp á chú anh chị, không phải cây xấu nha chú anh chị. Tại vì muốn giao lưu giá mềm mại cho chú anh chị chốt gì chơi á. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em xuống cây. Rồi, mã số 4. Mã số 4. Mã số 4 của em á thì cây này thì 24 hoành nha cô chú anh chị. Giá 370.000. Tay cành lực ha, tay cành lực bự. Đó, cô chú anh chị mình về cắt bonsai mình chơi cũng đẹp ha. Để dán đấy, nó dán lấy thú cho chú anh chị. Thú cũng khá đẹp ha. Nói chung là chân cẳng em nó đầy đủ hết á. Cô chú anh chị mình về chỉnh lại. 370 ha. 370.000, bao ship tới ngõ luôn. Xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục. Đây cũng là một em mã số 5, 23 hoành nha chú chị. Giá 400, cành nhánh cũng lực bự ha. Cô chú anh chị mình về mình mấy cái này về mình cắt bonsai chơi cũng khá đẹp. Nó cái này tại cô chú anh chị thấy gì chứ, khi mà em cắt em xuống thâu tới đây là cành nhánh rất là bự mà nó đều nha chú anh chị. Rồi, để luôn. Thế nó thì thú nó cũng hầu như nó muốn rõ nét cho mình luôn á, cô chú anh chị mình về chỉnh lại nhẹ lại cái là ok. Rồi. Đẹp quá này ha. Đẹp quá đẹp luôn chứ. Rồi, xuống cây luôn. 400 à quý vị. Rồi, tiếp tục mã số 6 là một em tàn lỡ nha quý anh chị. Đó, cành nhánh á thì rất là đều luôn. Nó có cái là nó đang ra mầm ra thược cho mình luôn. Đế cũng khá đẹp ha. Cây nó cũng khá là cành nhánh cũng khá đặc. Đế nó đẹp luôn. Đế này, này 20 hoành nha quý anh chị. Giá chỉ có 220.000 thôi. Giá 220. Đó, quý chú anh chị tiện thể cho mình về mình nuôi lại sang năm mình chơi là ok nha quý anh chị. Nói gì cây này mà nó ra phong tàn mà con này ha. Nó kính mít đặc cứng luôn anh chị. Rồi, rất đẹp nha. Xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 7 nha anh chị, 24 hoành ha. Giá 370.000. Tay cành đặc luôn nè nha. Tay cành này cái này là ok nè, thân lắc cũng có duyên nữa. Cái này nếu mà cô chú anh chị mình chơi bên sai thì mình cắt tới cành này cành hồi về rất đẹp ha. Hai bên đây có cành luôn. Đó, cái này nếu mà chơi bên sai cũng khá đẹp nha chú anh chị. Đây này. Tàn nó khá đều. Đó, chú anh chị mình về nếu mà nuôi tàn thì nuôi cái mình này cho nó lên mập lên cái là cây này thú VIP luôn. Rồi, 37 ha. 370.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 8 của chú anh chị, 19 hoành ha. Cái này là hình củ ốc nha chú anh chị. Của đấy nó là đấy củ ốc ha. Rồi, tay cành phân bố vừa chơi quá nè ha. Vừa chơi luôn, có cành phóng luôn. 19 hoành. Cái mã số 8 19 hoành nha chú anh chị. Giá là 220.000. Giá quá mềm mại cho chú anh chị mình chơi luôn á. Nó tại cái thời điểm này nói chung là nó cây nó rẻ đó chú anh chị. Do nguyên nhân là nó bị nghịch mùa nó rẻ. Rồi. Chú anh chị mình về chốt nuôi lại. Nó rất là đẹp ha. Rồi, giá 22 ha. 220. Rồi.
Rồi. Cái này mã số 9 25 vành. Đó, củ đế gom. Gom sổ cắm ha, thân lắc nhẹ. Cành nhánh này chơi cũng ok rồi. Rồi, đó, đây. Cái này thì mã số 9 của em là 25 vành nha các chú anh chị. Giá là chỉ có 270.000đ thôi. 25 vành luôn. 25 vành. 25 vành, đo cắn lại xíu nha các chú anh chị. Rồi. Xuống cây luôn. Rồi. Thì hôm nay em có một cây tàn VIP luôn các chú anh chị. Mà này tàn lỡ nè. Nó cành nhánh của nó là không hổ bởi bàn cãi luôn ha. Mấy cái này thì rất là đẹp. Đế nó thì phân bố đều. Đó, kèo ha. Số 10. Số 10 của em là 24 quành nè chú anh chị. Giá là 420.000 chú anh chị. Đó chú anh chị mình thích cái form dáng trực tàn chỉ cành đều ha, chốt cái này về nuôi lại sau này VIP luôn. Rồi. Thoát thân em nó là 20. 400 ha, 420. 420. Rồi, tiếp tục mã số 11. Cái này là bộ đế dáng đế thú đàng hoàng nha chú anh chị, nghiêm chỉnh luôn á. Đó, này là 20 quành. Giá em nó là 350.000. Tay cành bự quá ha. Tay cành đều mà bộ đế thú rất là đẹp, chân cẳng em nó là cực kỳ đẹp luôn chú anh chị. Đó, cái này em để cho cô chú anh chị mình cái đuôi luôn ha. Chân của nó nói chung là chân là dư luôn chân luôn chú anh chị. Rồi, 350 ha. 350. Rồi, xuống cây luôn. Rồi. Hôm nay thì em cũng có một cây tàn này cũng khá đẹp đó anh chị. Mấy cái tàn tàn của em này chiều cao tầm 80 chú anh chị, 80 đổ lên ha. Cái mã số 12, 23 quành. Đó, xương cành đều, bộ đế nó cũng thú hơi lai xíu. Nó giá là 320.000 chú anh chị. Rồi, 320. Chỉ có 320 thôi. Mấy cái này của chú anh chị không chốt là uổng nha. Xuống cây luôn. Rồi, thì hôm nay em có lên một con thú bự mà nó đẹp nha, giá cũng khá là ok luôn, xương cành thì khỏi bàn luôn, đó rất là đẹp ha. Cái này thì hoành nó cũng khá là lớn đó chú anh chị, 26 hoành nha, giá là 600.000. 26 hoành 600, bao xương trâu luôn. Ờ. Cái này bộ thế thú nó thú nằm cho mình là rõ nét, chân cẳng là đầy đủ luôn đó chú anh chị, nó không thiếu chân nào đó chú anh chị nè, thấy mặt này không, rất vip ha. Còn này là chân trước nè, chân giữa nè, nó lại ra đuôi nè, rất là đẹp đó chú anh chị. Mặt bên đây cũng không thiếu nha. Hôm đây nè, chân trước nè, chân giữa nè. Đó, rất đẹp nha các anh chị. Giá chỉ có 600 thôi. Rồi, 600. Tay cành cũng ok nữa nè. Nói chung cái dòng cây bên em cái bầu lớn anh chị. Bầu lớn cây khỏe với đế nhiều ha. Mã số 14 của chú anh chị mình ơi. Mã số 14 này thì 25 quành. Giá nó chỉ có 300 thôi. Của chú anh chị mình nuôi tàn thì cây những cây như vậy của chú anh chị mình thâu cành vô chút xíu là mình thâu cành tới đây ha, mình lên mình nuôi là nó cũng khá là nó ra cái phân tàn rất là đẹp của chú anh chị. Rồi, để đây quý vị. 25 quành nha chú anh chị. Giá là sao anh? Giá chỉ có 300.000 thôi. Rồi, 300. Rồi, xuống cây luôn. Rồi em lên một em bộ đế quái cho mình luôn của chú anh chị mình ơi. Cái này nói chung bộ đế nó cũng khá là hiếm nha. Mã số 15, 16 quành. Tay cành cũng ok. Tay cành này ok luôn mà cái giá nó chỉ có 200.000 thôi chú anh chị. Đó, chú anh chị thấy mặt bên đây bộ đế nè, nó đẹp lắm nha chú anh chị. Nhưng mà mặt bên đây nó không bằng nha, nó bằng mấy bao nhiêu bên đó là nó vip luôn nha, mà bên đây nó không bằng ha. Cái này nó dạng như giống như hình nhân á hay sao á, nhìn cũng khá đẹp ha. Rồi, giá nó mấy trăm? Giá có 200.000 à, mã số 15, 16 của anh. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 16 của em gồm 2 cây cho chú anh chị. Cặp luôn. 2 cây. 2 cây này, ôi, các bạn xem này nó lọc lá âm tầm rồi. Lá âm sùm. Đó. Cái này nha, còn cái này thì nó chưa, nó còn lá, em để lá thì nó lâu ra được. 21 hoành. Cây 20, cây 21 nha chú anh chị. Đó, giá chỉ có 320.000 thôi, một cặp nha các chú anh chị. Các chú anh chị nào yêu thích cái dòng trực lùng lực búp măng ha, mình chốt mấy cái này nè. Em về mình chơi, đế nó cũng khá là đẹp. Rẻ nữa. Rẻ nữa, chỉ có 320.000. 320. Chả như có 160.000 một cây thôi, mà em bao ship mình tới ngõ luôn. Rồi. Nói chung hai cây này em tiền xếp tới chỗ của chú anh chị mình ha, là giá nó tầm khoảng chừng 150 á. Tiền cây nó thấy vậy này cũng hết luôn rồi đó. Cũng hết luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 17 của chú anh chị, 23 hoành ha, giá 300. Em này thì đã cắt con sao cho mình luôn. Rồi để thú cho chú anh chị. Rồi, để đây. Thế này về của chú anh chị mình chịu khó nuôi nó ngon lành hoàng, mình chỉnh nhẹ lại nha chú anh chị. Chỉnh nhẹ giá mấy trăm vậy anh? Giá chỉ có 300 à. 300 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em sẽ lên mã số 18 là một em quái nha chú anh chị. Quái. Cái này cực kỳ quái luôn nha. Đó, cái này mà muốn kiếm cây thứ hai giống tương tự vậy là không bao giờ kiếm ra được. Bớt cái lá này, cái dưới đây hơi gì. Bớt hết nó già mà.
mã số 18, 16 của anh. Giá chỉ có 200 ngàn thôi cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình chơi mấy cây quái vậy nè. Vì mình gom đế lại, mình bóp lại nó. Cái cây bên đó là cây nó ăn, không phải ăn rễ nó ha. Rễ nó đó. Rễ nó. Đó, rất là quái chứ chú anh chị. Cực kỳ quái luôn ha. Giá chỉ có 200 ngàn à. Rồi 200 ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi, em lên cho em cô chú anh chị một cái em củ ốc. Đế này nó lên sù đế cho chú anh chị. Mã số 19 ha, 23 hoành. Giá là 350 ngàn. 23 hoành luôn. 23 hoành. Đó, anh vừa thấy bộ đế nó lên sù nha chú anh chị. Sù đế này. Nó sù hết bộ đế luôn ha. Khá đẹp á. Mã số 350 ha. Mã số 19 23 hoành giá 350. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 20 của em là gà một cặp. Rồi, một cặp một của cặp em á là một em lắc nha chú anh chị. Cặp lắc giống giống nhau, em lên cặp luôn cho cô chú anh chị mình chốt cái giá nó hơi chút. Mã số 20 21 hoành. Giá là 350 ngàn một cặp nha chú anh chị. Cô chú anh chị thấy rẻ thì mình chơi chốt ha. Hai em nó thì thân nó có lắc cũng khá là giống nhau, mà đặc biệt bộ đế nó giống nhau. Hai em nó có điều hai có hai đuôi luôn ha. Hai đuôi bỏ hai bên luôn, khá đẹp. Bên tả bên hữu hả? Bên tả bên hữu luôn. Đó, cặp này cô chú anh chị mình đem về mình nuôi lại, mình cắt bonsai mình chơi cũng đẹp nha cô chú anh chị. Cặp này là có 300 mấy hả? 350. 350. 21 hoành đều nha chú anh chị. 21 hoành đều luôn, giá 350. Rồi, xuống rồi, cây luôn. Xuống cây ha. Rồi hôm nay thì em lên có một cây gì nè cô chú anh chị. Cây này lạ. Em này là bốn trụ ở giữa tim ha. Cái tim này nó không ngay, nguyên nhân đó là em lấy dây em chằng lại em nuôi lại. Cô chú anh chị mình đem về để dây y chang nè. Lên một lúc đó, lá lọc nó lên ngon lành là nó nằm im à. À mình gỡ dây ra. Nó như vậy nè. Tứ trụ ha. Cái vị trí hoành của nó thì em đo không được ha, em đo chỉ đo ở đây thôi. Đó, tổng. Ở dưới đây tổng cái này nó là 39 hoành. Tổng cái cục đó đó 39. Cái này tứ trụ, cái có đỉnh giữa ha. Này, nhìn cũng quái cây ha. Quái lắm. Giá cái này thì nó hơi cao chút chứ chị, giá là 450 ngàn. 450 ngàn mà đâu có cao đâu ha. 450 ngàn cây là quái. Cây quái, cực kỳ quái luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi em tiếp tục lên mã số 22, 20 hoành chú anh chị, giá 300, bộ đế thú nha chú anh chị. Rồi xuống đế của gì ấy? Xương cành của nó cũng khá là đều ha. Cái này nói chung mình chơi thú là vừa kêu rồi. Chân cẳng em nó đầy đủ. Rồi giá 300 ha. 300. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Rồi em lên cái này bự mà nặng quá. Bầu quá to mà. Quá to. Chứ cái bầu này mình không bóp được nữa cô chú anh chị. Chứ bóp được là em muốn bóp cho nó nhẹ thì phía xếp xuống. Rồi, mã số 23, 27 hoành nữa chú anh chị. Giá 420 ngàn. Ta cần tên lực nữa nè ha. Ta cần này mình chơi tàn tàn giống như tàn dù lỡ lỡ đó cô chú anh chị. Nó rất là đẹp ha. Cành bự. Cành bự. Để vậy thì không thâu vô được nữa. Nếu vậy thì bầu bự thì... Cô chú anh chị mình muốn chơi bonsai ha. Muốn chơi bonsai thì cái dáng ở đây mình quất thế này của anh chị, cắt cái này mình chơi mình ghép nó khá là lực mà đẹp nữa. Đó, cái này đế nó cũng khá đẹp. Nói chung cái bộ đế này em hết thâu được rồi, nếu mà thâu được thì em thâu vô nữa thì em hạ phí xếp xuống thì em sẽ bớt cho cô chú anh chị mình nào, chứ em không có tính giá vậy. Đợi này tới 27 hoành luôn ha. 27 hoành, giá nó chỉ có là 420 ngàn thôi. 420. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục 24 một cặp luôn. Cái này sập thiệt rồi. Xong clip này quý vị ủng hộ mạnh mạnh cho anh Minh. Quý vị có cái kinh phí anh Minh làm bằng quay mới quý vị. Mã số 24 tung like quá trời luôn, quay cà lắc quý vị hồi hộp quá. 19 hoành của chú anh chị. Giá là 350 ngàn. Đó, có chú anh chị thấy cái cặp em này là thú lai. Thú lai ha, về mình chỉnh lại con này thì thú rặt nha chú anh chị. Con này là thú hầu như nó muốn rõ nét cho mình luôn nè. Đó, có đuôi luôn nha chú anh chị. Rất đẹp nha. Chân trước rồi chân giữa rồi này kia đầy đủ luôn. Nói chung là hai mặt nó đều giống nhau, nhưng mặt bên đây nó đẹp hơn chiếu. Còn em này thì like thôi. Mã số 24 19 hoành. Giá là 350 ngàn một cặp. Rồi, xuống cây ha. Xuống cây. 350 ngàn một cặp luôn. Rồi, em tiếp tục lên một em này. Dáng này trực ha. Trực nó hơi nắc nhẹ ha. Tay cành đều và lực nữa nè. Mã số 25 hoành của chú anh chị. 25 hoành ốp cũ nha chú anh chị.
giá là 320 ngàn. Đế nó thì lực bự đều hết nha chú anh chị, tại cạnh trên cũng lực nữa ha, lực bự luôn, giá 32. Anh nói chứ con này của chú anh chị mình nuôi tàng ra nó có một em tàng lùng lực rất là đẹp, mình lớn mà tàng lùng ha, khá là đẹp luôn. Rồi xuống rồi, cây luôn, xuống cây 320 quý vị. Số 26 con cặp luôn. Số 26 con cặp. Cái này chiếc xe không lên cặp quá, cặp bằng xe này hết được. Thì quý vị ủng hộ nhiều quý vị có kinh phí. Mã số 26, 21 hoành đều nha chú anh chị. 21 hoành là đều hai cây ha. Có cũ nở nè. Có cũ hết. Giá là 350 ngàn một cặp. 350 một cặp. Đó, còn chú anh chị mình về mình cắt con sai lùng lực cũng được, mình nuôi tàng lên cũng được. Nói chung là nó đủ kiểu cho mình chơi. Hai cây là hai giống như hai cũ bự. Giá 350. 350 một cặp ha. Rồi, xuống cây luôn. Xuống cây. Rồi, xích vô đây chút anh Tứng ơi. Vô. Thấy được không? Được. Đâu cũng được ha. Đây, mã số 27 của chú anh chị. Hoành em nó là 27 nha. 27 làm đo sát cái đây nha chú anh chị. Chú anh chị nào mình về mình đo lại. Có nhiều anh hỏi nói sao hoành mày đo vậy, về đo không đủ. Của chú anh chị đo sát góc giùm em. Là được ha. Đó, mã số 27, 27 hoành, giá 420 ngàn. Đó, cái này là bộ đế quái nha chú anh chị. Thú, quái thú ha. Tay cành đều nè. Tay cành thì ok la luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên một em thú nữa cho mình nè. Đó, xương cành lực bự. Cái này 24 hoành, mã số 28. Giá 350 ngàn. Thú em này hình như nó muốn cũng khá là có duyên rồi anh chị. Thân lắc vừa dặn ha. Ra thú chân cẳng bỏ cũng đẹp luôn. Giá 350. 350 ngàn thôi. Rồi, xuống cây luôn. 28, giờ lên 29 luôn. Rồi, mã số 29 của em là một cặp anh chị mình ơi. Rồi, một cặp. Một cặp ha, 17 quần, giá 300. Xương cành thì nó rất là đều. Nó còn củ đế thì có ông em là nó sẽ lên thú. Thú này nó kêu bằng giống như con chim cánh cụt đó chú anh chị. Mình tròn tròn. Mình tròn tròn, đuôi dài dài. Bữa này nếu mà chim cánh cụt này nó đâu được ta, nó có đuôi hả? Này kêu bằng con gì? Con gì biết. Này giống giống con kêu bằng mấy con nồng nọc á ha. Đuôi. Rồi giá 300 của chú anh chị. Rồi, số 29 ha, 17 quần. Rồi mã số 30, 24 quần. Đó. Thằng này cũng khá đẹp nha chú anh chị. Củ đế nó cũng đẹp ha. Tại cành trên nó gì nè. Xương cành thì nó đều hết, trắng rắc luôn. Mà thoát thân những cây mà bộ đế nó đẹp thì thoát thân phải cao chút, nó mới nhìn bộ đế nó mới đẹp. Phèo đế mà. Rồi, 24 quần, giá 320 ngàn. Bộ số 30. Giá 320. 320 thôi. Rồi, giá quá hời luôn chú anh chị. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, tiếp tục mã số 31. 31 của em là 23 hoành, giá cũng là 320 ngàn. Đó, xương cành của chú anh chị thấy nó đều đặn rắc không? Cái này mà nuôi tàng lên thì thứ gì chịu nổi. Chỉ có thứ bảy chủ nhật là mình nhậu mình không coi ha chú anh chị. Để đây. 23 quần, giá 320 ngàn. Rồi, mã số 31. Rồi, xuống cây luôn. 32. À, em tặng. Cái này về nuôi tàng là VIP nè. Tông cao. 22 quần, giá 300 ngàn. 300 không có gì nè, tông cao nha. Còn tay cành này áp vô cho gì nè. Nghĩ nè. Khích luôn ha. Khích không? Sát hết trơn nè. Nó đẹp luôn anh chị. Xuống tới dưới luôn ha, sát à. Luôn ha. Sát luôn, cái này về. Cho anh chị mình vô một kẻm bẻ ra vậy là tính mít hết đủ luôn ha. Đủ hết, em chưa lại đó. Rồi để đây quý vị. Này thì 22 hoành ha. 22 hoành, giá 300. Giá 300, này bụng cái tàn ra đẹp tuyệt vời thôi. Còn ship tới ngõ luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục một em mã số 33. Rồi, 33. Còn một em này mình chơi bonsai đẹp. Bộ đế nó để thú ha. Đó. Khá đẹp nha chú anh chị. Thì chú anh chị mình nuôi cái này ra nó bóng như là nó ra chân trước cho mình ha. Rồi giá sao anh? 18 quần nữa chú chị, mã số 33, 18 quần giá 270 ngàn. Rồi 270. Rồi xuống cây luôn. Rồi hôm nay thì em có một cây về nè của chú anh chị. Của chú anh chị nào yêu thích cái dòng mai giống vậy thì mình chốt đem về nuôi ha chú anh chị. Bye bye. Đó cái này nè.
Nói giá bài rất là xa anh chị. Nhìn nè ha. Cái này nếu mà từ đây lên tới đây khoảng chừng 1 mét 2 mét 3 đó chú anh chị. Tại cành đặt hết trơn ha. Tại cành thì khỏi lo luôn. Cành năm cành dương gì thì... năm không có nha, nó chỉ có cành dương thôi. Cành hai bên. Bộ đế khá đẹp. Mã số 34 23 hoành. Giá là 450 ngàn cô chú anh chị. Đó, mấy cô chú anh chị mình đem về nuôi cái 23 hoành luôn. Cái này dáng bay như vậy. Trong cái tiểu cảnh đó chú anh chị, hồ nông bộ đâu ha. Nó cũng khá đẹp. Giá 450 ha. Giá 450, bao xếp tới ngõ luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cây 35 luôn ha. Rồi, 35. Thì phôi ấy, thì em lên Zalo của chú anh chị là 40 cây phôi ha. 40 mã số. Trong đó thì có 3 cây có, 2 cây có ha. Mã số 35 25 hoành giá 350 ngàn chú anh chị. Tay cảnh lực lực không ha. Mấy cái này của chú anh chị mình không chơi là tiếc nha. Em thấy thiệt mấy cây tay cảnh nó quá đẹp luôn. Đế lực bự. Đây cũng khá là quái luôn. 35 hoành giá 350. 350 rồi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em tiếp tục lên một em thằng lỡ nữa. 36 ha. Mã số 36. 24 hoành giá 320 ngàn. Mấy cái này của chú anh chị mình đem về nuôi tàn nó ra là nó kín mít hết. Cành nó đặc hơn vậy nào quý vị. Mà cây cực kỳ khỏe luôn. Đó, 24 hoành chú anh chị, giá 320. 4 hoành. Mã số 36. Giá 320. Ok ha. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục một em. Mã số 37, 22 hoành, giá 300. Nó cành nhánh về về nuôi ra để luôn đây lên xù 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 đó đầu cành ha, xù xù nè, như thế nó cục cục nè, giận lên hết. Cái này là em chỉ có báo hàng tương lai thôi ha, chứ nếu mà xù thì đâu có giá mà 300 ngàn của chú anh chị. Này 22 hoành ha, 22 hoành giá chỉ có 300 thôi. Rồi 300. Xuống cây ha của chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi em sẽ lên của chú mình một em thú xương cành là cành lực lực bự vip luôn ha, vip vip. Mã số 38, 21 hoành, giá 350 cho chú anh chị. 350 ngàn. Đây đây. Đấy cái mặt bên đây nhìn khá đẹp chú anh chị. Thấy đẹp không? Có duyên không? Chân bỏ ha. Quá đẹp luôn. Mặt bên đây cũng đẹp. Mình không lợi bên đây thôi. Giá 350 ha. Nói chung là cây gì cũng vậy. Chứ hả chơi cây bonsai là nó phải có tiền hậu chứ anh chị. Rồi lên cây 39 luôn. Rồi cây 39. Đằng xương cành lực dữ ha. Ngành quá lực luôn. Cây 39 này thì hoành nó 22 hoành, giá cũng 350 luôn chú anh chị. Đó chú anh chị, nếu mà mình nuôi lùng lực, phơm tàn lùng lực xương ngang ha thì chốt năm này em về nuôi. Đấy là điều tứ diện hết. Đấy đặt luôn. Giá 350. 350. Rồi, em sẽ lên cây cuối clip của chú anh chị. Cây luôn. 40 ha. 40 là cây cuối clip của em ha. Cuối clip này thì em 40 nó hoành chỉ có 20 thôi, giá nó chỉ có 220 ngàn thôi chú anh chị. Xương cành thì bao đều cho mình luôn. Rồi để đây. Để nó cũng khá là có duyên ha. Để nó cũng dạng như thú hơi lai xíu gì mình chỉnh nhẹ lại chú anh chị. Vì mình muốn cắt sau đó mình cứ cắt ha. Giá 22 ha. 22. Cây này cũng là cây cuối clip em ha. Cuối clip em thì em cũng rất mong của chú anh chị vào clip xem. Cảm thấy ưng ý hợp nhãn thì alo cho em của chú anh chị. Với thời điểm này cây nó rẻ của chú anh chị mình chốt đem về nuôi lại thì nó cũng rất là ngon của chú anh chị ha. Mình tới tháng 11 mình ghép cũng đẹp. Rồi em xin phép kết thúc và hẹn gặp lại của chú anh chị clip sau của chú anh chị. Rồi chào ha.